Vâng, mến chào tất cả các bác nhé. Đã sưu tầm và săn lùng những cặp loa Mỹ JBL thì hãy đến với kênh của em Chiến. Thì mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ alo cho em Chiến qua hai số điện thoại này nha: 0978338 14 hay là 0965770227. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Thì bên em nhận cọc tiền thì 10% trở lên, hoặc là các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt vài trăm. Theo tiêu chí của em thì chuyển khoản đủ thì em sẽ luôn bớt tiền cho các bác chút đỉnh tiền lọc cà phê. Thì đợt này về được hai cặp JBL 4312 dòng MK2 mạch xanh Catron Monitor. Thì vừa rồi em có về một cặp nhưng mà gửi đi cho bác chủ rồi, gửi đi ngày hôm qua em kia. Cặp này, hai cặp này về là cùng chung một lúc nên là nó về hai cặp, nên là em sẽ báo series cho tất cả các bác. Cặp bên đây là cặp đầu tiên, series là 301 và 303. Có nghĩa là series cuối 301, 303. Đây, gọi là đẹp long lanh rồi, đẹp trên 90% mấy nha các bác. Đẹp để các bác sưu tầm luôn á. Những cặp này toàn em dặn hàng đẹp về hết nha các bác. 4312 Catron Monitor thì nó tiếng nó rất là hay. Các bác ghép vào những dòng âm đi lúc man là 308, 309, vân vân. L80, 80V đều rất là ok. Cả hoặc là các bác nào thích tiếng lực căng thì các bác chọn Marantz hoặc là Sansui. Marantz thì có những dòng nổi tiếng như là 1150. Và những dòng Receiver 1250 vân vân. Aquafire vân vân đều sử dụng tốt, nghe nịnh tai dễ nghe thì các bác lựa chọn Sansui. Những dòng Receiver hoặc là những dòng bán dẫn mạch 2N như những dòng 707 XK hoặc là 707 MR. Và đây là cặp tiếp theo, cặp thứ hai. Hai 302 và 2305 nha các bác. Cặp này là 2302 và 2305. Đây. Mỗi cặp nó sẽ có khác nhau, nghĩa là tiếng loa nó sẽ đều nhau. Khi một cặp loa đúng cặp thì các bác sẽ thấy tiếng loa đều nhau. Đây là 2302 và 2305 nha. Đẹp long lanh nha các bác, khỏi cần bàn về độ đẹp. Loa loa chắc bãi về hết. Các bác là người sử dụng đầu tiên. Loa cực đẹp nha. 2302 và 2305. Đây, các bác thấy cặp đây không? Đúng cặp thì các bác thấy tiếng loa nó đi đều nha, từ loa mic lên loa bass, đúng không? Các bác thấy không? Đây, hai cái loa mic này. Và đây đây. Hai cái loa mic này. Và tổng quan khi bác nhìn cả hai này. Đấy. Đây đồ đẹp thì các bác khỏi bàn nha. Những cặp này là toàn là em tuyển hàng về hết. Đặt tiêu chí để các bác nghi và sưu tầm. Và những cặp này dạng đếm shop kỹ nên là về góc cạnh là bén như dao lam, cực đẹp cho các bác nha. Không có một cái điểm nào mà đi vào điểm trừ đâu. Và hàng em đi gửi các bác cũng đếm cực kỳ kỹ lưỡng luôn nha, nên các bác yên tâm về sự đóng hàng của bên em. Nếu các bác đã mua những cặp loa bên em này, thấy những em đóng hàng cực kỳ kỹ nha. Rồi giá là 27.500.000, vẫn giá cũ cho các bác nha. 27.500.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. Các bác nào mà đang cần và sưu tầm những cặp này thì alo cho em nha. Ở bên em cũng có những dòng 4312 Catron Monitor giá là 21.000.000. Và những dòng L100 và L166 này, đây là L166 Horizon này. Ngày mai em giới thiệu các bác cặp này 36.500.000. Cặp là L100 Canturi này, L100 Canturi chéo này các bác. L100 Canturi chéo. Cũng cực đẹp nha, căng xanh vừa về. 34.000.000. Cái này đêm mai em giới thiệu các bác nha. Tối nay thì làm những cái giới thiệu các bác cặp loa này và những con đẩy mới về. Và đây là những con lúc man để các bác ghép nối này, 308 này. Rất là tầm tiền 14.500.000. Dòng 4312 MK2 thì nó sử dụng trạm đồng nha các bác. Trạm đồng nha, trạm đồng bắp chuối. Đẹp cực kỳ nha. Bác nào yêu thích cặp nào thì alo nha. Cặp bên trái là mã 301 và 303. Còn cặp bên phải là 2302 và 2305. 2302 và 2305. Các bác cứ chọn cặp trái hay cặp phải. Cặp bên trái thì cái lo mic nó nhợt hơn một tí. Cặp bên phải thì cặp lo mic nó đậm hơn một tí. Đấy. Đây là số điện thoại của em nha. Các bác cứ alo cho em qua số điện thoại này nha. Cọc tiền thì cọc 10% trở lên, 2-3 triệu gì đó thì em ship hàng thôi.